Các em thân mến, để giúp các em có thêm kiến thức và kỹ năng làm bài thi Trung học Phổ thông Quốc gia phần đọc hiểu và viết đoạn văn nghị luận xã hội 200 chữ, mỗi tối thứ năm và thứ bảy hàng tuần lúc 10 giờ, Văn học trong nhà trường sẽ giới thiệu đến các em chuyên đề hướng dẫn làm đề đọc hiểu và viết đoạn văn 200 chữ với những đề mới nhất chưa xuất hiện trên bất cứ một tài liệu hay trang mạng xã hội nào do thầy biên soạn và hướng dẫn chi tiết làm bài. Chúng ta sẽ cùng đến với đề số 2. 1. Phần đọc hiểu. Đọc đoạn văn bản sau và trả lời các câu hỏi. Vince Lombardi, huấn luyện viên nổi tiếng của câu lạc bộ Green Bay Packers, là một người rất coi trọng kỷ luật, nhưng ông lại là một người biết khích lệ tinh thần mọi người. Một hôm, ông đã khiển trách một cầu thủ vì đã không hoàn thành nhiệm vụ chặn cản đối phương. Sau buổi tập, Lombardi bước vào phòng thay đồ và nhìn thấy cầu thủ đó đang ngồi ở chỗ thay đồ, đầu cúi xuống, buồn bã. Lombardi tiến đến gần xoa đầu anh ta và vỗ nhẹ vào vai anh nói: "Không lâu nữa, cậu sẽ trở thành một hậu vệ xuất sắc của NFL. Cầu thủ đó là Jamzy Kramer." Kramer nói, anh đã luôn nghĩ về hình ảnh tốt đẹp đó trong suốt sự nghiệp của mình. Lời động viên của Lombardi đã có ảnh hưởng rất lớn đối với cuộc đời tôi. Anh đã nỗ lực hết mình để trở thành một thành viên có tên trong ngôi nhà kỷ niệm của Green Bay Packers và trong đội hình 50 năm của NFL. Bạn không thể giúp mọi người mà không giúp chính bản thân mình. Benjamin Franklin đã nhận ra điều này và ông đã khuyến khích mọi người sử dụng nó. Trong một bức thư gửi tới John Paul Jones, Franklin viết: "Nếu anh tặng cho bạn bè và đồng nghiệp nhiều lời khen ngợi hơn những gì họ xứng đáng và thú nhận nhiều lỗi lầm của mình hơn những gì anh phải chịu, anh sẽ sớm trở thành một đội trưởng tuyệt vời. Phê bình và khiển trách sẽ chỉ khiến anh mất đi những người bạn, có thêm kẻ thù và làm tổn hại đến công việc của anh." John Maxwell, trích 25 Thuật Đắc Nhân Tâm, Nhà xuất bản Lao động Xã hội, trang 9. Câu 1. Xác định phương thức biểu đạt chính của đoạn trích trên. Câu 2. Theo tác giả văn bản, tại sao cầu thủ Jerry Kramer có thể trở thành hậu vệ xuất sắc? Câu 3. Theo anh chị, tại sao tác giả lại cho rằng bạn không thể giúp mọi người mà không giúp chính bản thân mình? Câu 4. Anh chị có đồng tình với quan điểm phê bình và khiển trách sẽ chỉ khiến anh mất đi những người bạn, có thêm kẻ thù và làm tổn hại đến công việc của anh? Vì sao? 2. Phần làm văn. Câu 1. 2 điểm. Từ nội dung phần đọc hiểu, anh chị hãy viết một đoạn văn khoảng 200 chữ về những điều cần thiết khi phê bình và khiển trách. Sau đây là phần hướng dẫn chi tiết bài làm. Câu 1. Xác định phương thức biểu đạt chính của đoạn trích trên. Đoạn văn trên, tác giả đã đi từ việc đưa ra dẫn chứng của Vince Lombardi, huấn luyện viên nổi tiếng của câu lạc bộ Green Bay Packers, là một người rất coi trọng kỷ luật, nhưng ông lại là người biết khích lệ tinh thần mọi người, từ đó dẫn đến thành công của cầu thủ Jerry Kramer, để rồi cuối cùng tác giả đưa ra kết luận phê bình và khiển trách sẽ chỉ khiến anh mất đi những người bạn, có thêm kẻ thù và làm tổn hại đến công việc của anh. Chúng ta có thể dễ dàng xác định phương thức biểu đạt chính của đoạn văn trên là nghị luận. Và các em sẽ trả lời câu hỏi như sau: phương thức biểu đạt chính của đoạn trích 2. Phương thức nghị luận, hoặc phương thức biểu đạt chính 2. Nghị luận. Các em nhớ, câu hỏi yêu cầu các em xác định phương thức biểu đạt chính thì chúng ta chỉ nêu lên một phương thức biểu đạt duy nhất. Câu số 2. Theo tác giả văn bản, tại sao cầu thủ Jerry Kramer có thể trở thành hậu vệ xuất sắc? Chúng ta gặp lại dạng câu hỏi theo tác giả văn bản khá đơn giản. Bởi với dạng câu hỏi này, em chỉ cần gạch chân dưới cụm từ khóa và tìm trên phần ngữ liệu đọc hiểu, em sẽ có câu trả lời. Em nhớ không cần thêm ý kiến bàn luận của em, cũng không cần giải thích, mà chỉ cần trích nguyên văn ý kiến của tác giả. Với câu hỏi này, cụm từ khóa là cầu thủ Jerry Kramer có thể trở thành hậu vệ xuất sắc. Em tìm trong văn bản cụm từ trên và sẽ có gợi ý câu trả lời trong câu văn ngay bên cạnh, đó là
Lời động viên của Lombardi đã có ảnh hưởng rất lớn đối với cuộc đời tôi. Dựa vào đó, em có thể trả lời câu hỏi như sau. Theo tác giả văn bản, cầu thủ Genji Kramer có thể trở thành hậu vệ xuất sắc bởi vì lời động viên của Lombardi đã có ảnh hưởng rất lớn đối với cuộc đời anh. Hoặc có thể trả lời theo cách sau. Theo tác giả văn bản, cầu thủ Genji Kramer có thể trở thành hậu vệ xuất sắc vì lời động viên của huấn luyện viên Lombardi. Câu 3. Theo anh chị, tại sao tác giả lại cho rằng bạn không thể giúp mọi người mà không giúp chính bản thân mình? Với câu hỏi này, em phải đưa ra sự lý giải theo cách hiểu của bản thân mình về ý kiến của tác giả văn bản. Muốn làm tốt câu hỏi, em dựa vào nội dung phần đọc hiểu để có thêm căn cứ cho câu trả lời. Cùng với đó, dựa vào từ ngữ trong câu lệnh của đề để cắt nghĩa cho chính xác. Em có thể đặt ra các câu hỏi để tìm câu trả lời. Với câu hỏi trên, em có thể đặt ra các câu hỏi như sau. Giúp đỡ người khác là gì? Giúp đỡ bản thân mình là gì? Tại sao không thể giúp đỡ mọi người khi không giúp chính bản thân mình? Câu nói của tác giả có ý nghĩa như thế nào? Để từ đó, em sẽ định hướng cho mình câu trả lời xác đáng nhất. Và sau đây, thầy gợi ý câu trả lời như sau. Giúp đỡ người khác là giúp những người xung quanh giải quyết những điều khó khăn khi chính bản thân họ không làm được. Còn giúp bản thân mình là chăm sóc, nuôi dưỡng và phát huy những khả năng vốn có của bản thân để từ đó có một nền tảng thật vững chắc về bản lĩnh, năng lực, sức mạnh vật chất lẫn tinh thần. Có như thế, ta mới có thể giúp đỡ được người khác. Một người nếu không biết giúp đỡ bản thân mình, chăm lo cho bản thân mình thì chắc chắn không thể giúp đỡ cho những người xung quanh. Câu nói của tác giả như một định hướng để chúng ta ứng xử trong cuộc sống. Câu 4. Anh chị có đồng tình với quan điểm phê bình và khiển trách sẽ chỉ khiến anh mất đi những người bạn, có thêm kẻ thù và làm tổn hại đến công việc của anh? Vì sao? Dạng câu hỏi có lệnh, anh chị có đồng tình với ý kiến đã khá quen thuộc với các em. Ở cách hỏi như vậy, em sẽ có 3 cách để trả lời phụ thuộc vào quan điểm của cá nhân em. Đó là đồng tình, không đồng tình hoặc không hoàn toàn đồng tình. Câu trả lời của em có thuyết phục hay không phụ thuộc vào lý lẽ mà em đưa ra. Đồng thời cũng phải tuân thủ theo đạo đức con người, pháp luật của đất nước. Với câu hỏi trên, thầy hướng dẫn các em phân tích trước khi đưa ra câu trả lời như sau. Phê bình là đưa ra những lời nhận xét, đánh giá ưu khuyết điểm. Còn khiển trách là đưa ra nhận xét một cách nghiêm khắc, có ý chê trách, khuyết điểm và trách nhiệm của người cấp dưới. Từ cách hiểu 2 từ trên, em đã thấy mình có căn cứ để trả lời cho câu hỏi rồi. Lẽ thông thường, trong cuộc sống, những người có tư duy tích cực, có tinh thần cầu tiến sẽ luôn muốn thay đổi bản thân để hoàn thiện hơn bằng cách nhận ra khuyết điểm, hạn chế để sửa chữa. Còn những người luôn cho mình là đúng, là hoàn hảo, sẽ có cái tôi cá nhân lớn. Vì vậy, họ không chấp nhận những lời góp ý phê bình và nặng hơn là khiển trách. Từ gợi ý trên, chắc chắn em đã có câu trả lời cho mình rồi. Em hoàn toàn có thể trả lời là đồng tình hoặc không đồng tình. Tuy nhiên, theo ý kiến của thầy, nếu chúng ta đồng tình hoặc không đồng tình thì chỉ đúng với một bộ phận trong xã hội mà thôi. Và như vậy, đó sẽ là cách nhìn nhận và đánh giá mang tính phiến diện, chủ quan của cá nhân em. Để thuyết phục hơn và thể hiện cái nhìn sâu sắc, thấu đáo vấn đề thì câu trả lời không hoàn toàn đồng tình sẽ thuyết phục hơn cả. Căn cứ vào đó, thầy gợi ý các em trả lời câu hỏi như sau. Tôi không hoàn toàn đồng tình với quan điểm của tác giả John Maxwell trong tác phẩm 25 Thuật Đắc Nhân Tâm khi cho rằng phê bình và khiển trách sẽ chỉ khiến anh mất đi những người bạn, có thêm kẻ thù và làm tổn hại đến công việc của anh. Phê bình khiển trách là khi chúng ta đưa ra những lời nhận xét, đánh giá ưu khuyết điểm của người khác. Chúng ta có mất đi những người bạn, có thêm kẻ thù và tổn hại đến công việc hay không phụ thuộc vào nhiều yếu tố. Nếu lời phê bình và khiển trách xuất phát từ thành ý thì chắc chắn người được chúng ta nhận xét sẽ thấu hiểu
và thậm chí là cảm kích, dù có thể ban đầu khó chịu. Nhưng nếu lời phê bình nhận xét xuất phát từ sự chỉ trích, mỉa mai hay hạ nhục đối phương, thì việc mất đi những người bạn và tổn hại đến công việc là điều khó tránh khỏi. Vừa rồi, thầy vừa hướng dẫn các em trả lời những câu hỏi ở phần đọc hiểu. Sau đây, chúng ta sẽ cùng đến với phần làm văn. Từ nội dung phần đọc hiểu, anh chị hãy viết một đoạn văn khoảng 200 chữ về những điều cần thiết khi phê bình và khiển trách. Các em thân mến, sau đây sẽ là gợi ý để trả lời câu hỏi viết đoạn văn 200 chữ. Về hình thức của bài làm, các em viết một đoạn văn khoảng 200 chữ, nhưng như vậy không có nghĩa là đúng và đủ 200 chữ. Em nên viết từ 2/3 đến một trang giấy thi là chấp nhận được. Không viết quá ngắn sẽ sơ sài, khó bàn luận thấu đáo vấn đề. Cũng không được hơn một trang giấy thi vì vượt quá dung lượng cho phép, và như thế có nghĩa em sẽ bị trừ điểm. Em có thể viết đoạn văn theo cấu trúc diễn dịch với câu chủ đề ở đầu đoạn văn, hoặc đoạn quy nạp với câu chủ đề ở cuối đoạn văn, hay đoạn song hành không cần có câu chủ đề. Tuy nhiên, để bài làm thấu đáo, trọn vẹn thì thầy khuyên em nên viết đoạn văn theo cấu trúc tổng phân hợp, có câu chủ đề ở đầu và cuối đoạn văn. Cùng với đó, em sử dụng thao tác giải thích, phân tích, chứng minh, bình luận để bàn bạc vấn đề. Về nội dung đoạn văn, em đưa ra ý kiến bàn luận về vấn đề khiển trách và phê bình. Tuy vậy, chúng ta không bàn luận một cách toàn diện, chung chung, mà chỉ hướng đến một khía cạnh, đó là những điều cần thiết khi phê bình và khiển trách. Hay nói cách khác, các em đưa ra những điều chúng ta nên làm khi đưa ra lời phê bình khiển trách để nó thực sự có giá trị và đồng thời không làm tổn hại đến đối phương cũng như chính bản thân mình. Thầy gợi ý các em làm bài như sau. Trước hết là phần mở đoạn, chúng ta sẽ dẫn dắt và nêu vấn đề cần bàn luận. Em có thể nêu trực tiếp vấn đề hoặc dẫn dắt gián tiếp. Dù cách nào cũng cần ngắn gọn, tự nhiên và chân thành. Thầy gợi ý hai cách mở đoạn như sau. Cách thứ nhất, chúng ta sẽ mở đoạn trực tiếp. Chúng ta sẽ đi luôn vào giới thiệu vấn đề mà đề bài yêu cầu. Từ đoạn trích văn bản của John Maxwell đã định hướng cho cá nhân tôi bài học kinh nghiệm đắt giá, đặc biệt là nhắc nhở tôi ý thức về những điều nên làm khi đưa ra những lời phê bình khiển trách. Cách 2, chúng ta sẽ mở đoạn gián tiếp, bắt đầu bằng dẫn dắt, sau đó chúng ta sẽ nêu vấn đề mà đề bài yêu cầu chúng ta làm sáng tỏ. Con người vốn có bản chất kiêu hãnh tự nhiên, vì vậy việc nói thẳng ra rằng ai đó là khiếm khuyết, hạn chế quả thực là một sai lầm lớn. Vì vậy ta cần cân nhắc thật kỹ về những điều nên làm trước khi đưa ra lời phê bình khiển trách một ai đó. Chúng ta sang phần thân đoạn. Các em có thể đi luôn vào vấn đề khi đưa ra những điều cần thiết khi nhận xét phê bình. Nhưng theo thầy, để thuyết phục hơn, em nên giải thích khái niệm, sau đó mới đưa ra những điều mà bản thân em thấy nên thực hiện khi phê bình khiển trách một ai đó. Thầy gợi ý như sau. Em có thể triển khai phần thân đoạn thành 3 ý nhỏ. Ý thứ nhất, chúng ta sẽ giải thích khái niệm phê bình khiển trách là gì. Em nên viết ngắn gọn từ 1 đến 3 dòng. Phê bình khiển trách là đưa ra những lời nhận xét, đánh giá, ưu khuyết điểm, có thể nhẹ nhàng, thậm chí là nghiêm khắc với sai sót, khuyết điểm của người khác. Ý thứ hai, đây chính là ý chính của bài viết. Em trình bày những điều nên làm khi đưa ra lời phê bình khiển trách, cùng với lý giải thật ngắn gọn lý do vì sao em lại đưa ra giải pháp ấy để tăng sức thuyết phục cho bài viết. Ví dụ, phê bình khiển trách là một nghệ thuật. Dù xuất phát từ sự chân thành với mong muốn chỉ ra cái sai lầm, hạn chế của người khác cũng cần phải có phương pháp. Nếu không, lời phê bình khiển trách của anh sẽ vô dụng, thậm chí là phản tác dụng. Theo tôi, khi phê bình khiển trách một ai đó, chúng ta cần nhìn nhận, đánh giá, thậm chí là khen ngợi những việc đã làm được. Đó là sự ghi nhận những nỗ lực mà họ đã đạt được để không mang lại cảm giác bị chối bỏ công sức
hay sự coi thường. Nó như là một liều thuốc gây mê của bác sĩ trước khi bắt đầu một thủ thuật nhỏ hay một ca mổ đau đớn. Cũng cần phê bình hay khiển trách một ai đó khi mắc lỗi bằng lời nói nhẹ nhàng, đầy thiện chí để không mang lại cảm giác khó chịu cho đối phương, như cổ nhân đã từng căn dặn: lời nói chẳng mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau. Để thuyết phục hơn, cũng có thể bạn nên tạo sự gần gũi, tin cậy bằng cách thừa nhận những khuyết điểm của bản thân mình trước đây khi đưa ra những lời khuyên, lời phê bình khiển trách của hiện tại. Như vậy sẽ mang đến mối đồng cảm của những con người đã từng vấp sai lầm, khuyết điểm trước khi hoàn thiện bản thân của họ. Và em có thể đưa ra nhiều giải pháp khác nữa, nhưng chú ý dung lượng của bài làm. Đồng thời, các em tránh việc liệt kê giải pháp mà không có sự lý giải nào. Bài làm của em sẽ không có sự sâu sắc và khó để thuyết phục người đọc, người nghe. Ý thứ ba, em đưa dẫn chứng minh họa để thuyết phục hơn về những giải pháp em vừa trình bày là hoàn toàn có căn cứ xác đáng, chứ không hề chủ quan. Đồng thời, phản biện để nhìn nhận thấu đáo vấn đề. Em nhớ viết ý thứ ba thật ngắn gọn, khoảng 3-4 dòng. Thầy gợi ý các em viết ý ba như sau. Trước hết, chúng ta sẽ đưa dẫn chứng. Nếu không có lời động viên khéo léo của người mẹ vĩ đại rằng con là một thiên tài, trước sự kỳ thị, ngốc nghếch, gàn dở, chắc chắn nhân loại sẽ mất đi một nhà phát minh vĩ đại mang tên Edison. Mở rộng phản biện. Nhưng bạn cũng nhớ, cuộc sống này quả thực phong phú và kỳ diệu vô cùng. Đôi khi sự thẳng thắn, gay gắt khi đưa ra lời phê bình, khiển trách cũng là sự thức tỉnh mạnh mẽ với ai đó mắc sai lầm. Tiết đoạn. Các em khẳng định lại vấn đề bàn luận ngắn gọn từ 1 đến 2 dòng. Thầy gợi ý như sau. Bạn thấy đấy, lựa chọn cách phê bình, khiển trách như thế nào cũng là một nghệ thuật giao tiếp. Nó có hiệu quả hay không tùy thuộc vào sự thông minh, khéo léo và hiểu biết của chính bản thân bạn. Các em vừa đến với đề số 2 trong chuyên đề hướng dẫn làm bài đọc hiểu và viết đoạn văn 200 chữ của Văn học trong nhà trường vào 10 giờ tối thứ 5 và thứ 7 hàng tuần trên YouTube. Cảm ơn các em đã lắng nghe.